Anh tôi không ạ. Cô ơi. Cái gì em? Ui con gì đây? Đây. Hổ mang. Ừ, con kêu hổ mang các bạn em. Ui hổ mang to thế. Mà chết rồi sao ấy? Cô kêu nữa nha. Đâu? Đây. Cô kêu đây đúng không? Đây. Cô này 1 này 2 này. Cô kêu chết rồi chứ bay đi à. Cô đang có này. 1 này. 2 à, kêu có này. Cái này này. Cô này nó còn cái đồ đó. Đây là con hổ châu. Đúng rồi. Đây là con hổ châu. Đúng rồi. Cái đồ gì đấy? Cái đồ gì? Đồ đấy. Đứng đeo cái gì á? Ôi dồi ôi. Đồ ơi. Đây Hiếu ơi. Đồ. Để bắt con này trước này. Đồ đó. Đấy, bố đuối đấy này. Chứ một mình ngoài không thoát được. Đâu? Kẹp vừa em vứt ra cho anh xin đâu nhỉ? Kẹp đây. Vừa còn to thế. Chúng ta có nào không? Có này mình phải xuống các bạn ơi. Đâu? Hay là em cặp thử cho các bạn được không? Với cặp với thì chúng ta thử đây. Được rồi. Cho các bạn cái gì đây? Đúng rồi. Cặp ở đâu chứ? Mình chết rồi sao? Ui! Ui cặp cặp đi nha. Ui! Bà này bắt của bà chúa bắt lên luôn. Bà chúa đấy. Đúng là bà chúa chắc mua đấy. Đó có rồi. Rồi. Kệ hiểu chưa? Chị cách để xử lý con này đi. Dạ chị đã. Bây giờ mình quyết định mình cũng phải giảm nhiều hai con đó. Nhiều mà. Ui giời. Bắt cái chứ. Bắt được bắt thì sẽ thả lên cho bé tự nhiên nó. Nếu mà để đây thì không chết bọn ạ. Giờ cô cũng còn chết được kìa. Hả? Em sao ấy? Cô là nhiều mạng chưa? Nhiều mạng ấy. Nó bỏ hai con nhiều kìa. Đấy nhá, hai con đánh của bà chúa các bạn nhá. Ấy, nhớ ra cặp thử ra. Hai con của bà chúa các bạn ơi. Mày chết ơi, thầy. Hai con điểm các bạn ơi, rất là nguy hiểm. Đó, mà để nó cặp được đấy. Ui, nhóm luôn kìa. Đấy. Ui. Cặp rồi. Cô đi ngẩn nó mở cho nhá, cô đi để chứ, cô để cặp vào đấy. Đây, anh xin quay nó đẹp xuống. Tao bên kia rồi. Hai con liền. Anh tự dưng đi. Còn một số đã chết người ấy. Một phát đã đi luôn đấy. Anh nghe bắt đi xong rồi em này không? Dưới không? Cầm không? Cầm tay vào.
mang cái súng đi, nó đớp một phát là xong luôn. Đâu cái súng nó kia? Không cứu đâu. Còn cả chết người ấy. Con này thì khỏi chữa. Con này súng giả cứu chủ yếu thôi chứ con này không bán được. Con này nhiều tiền đấy. Con này nhiều tiền đấy. Con gái này cơ. Đây thôi, sao kia. Này Ngọc ơi. Hết sức nguy hiểm đấy. Còn công này đấy. Này đứa nào, đứa nào, đứa nào. Quả chưa đi. Chưa đi. Nó đấy. 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 Nó đấy.